mình đi giao đèn cho em trai này luôn, tới nhà nè. Vừa đẹp luôn ha. Đó. Dán bên kia đó. Đó, có kiến đỡ vậy là ok luôn. Đó. Mét ba mấy phải không? Rộng 68 đúng không? Quá đẹp luôn ha. Cái này nuôi được mấy tháng? À, con này giờ nuôi cũng 3 tháng à, 3 4 tháng. Không, cái này có thể em pha đèn hồng vô thêm á. Đang mở hết 6 hàng nè. Đó, thấy không? Nó có màu lên liền. Hồ dưới mà nước sâu vậy thì mình phải để đèn nhiều vậy nó mới sáng. Anh thấy cái đáy sáng chừng rồi kìa. Mà nhìn cá lên màu đẹp lên. Chứ đèn bữa anh thấy em để đèn T8 đúng không? Đúng rồi, T8 không chịu nổi cái hồ dưới đâu, nó mờ căm à. Con này cũng sung mát ha. Anh đang được dí 2 con. Ăn nhiều không? Ăn nhiều không con này? Ăn mạnh lắm. Mình thấy nó cũng còn hơi bé á. Em cho nó ăn ngày 2 giáng à, sáng 2 giáng, chiều 2 con. Sang hết vậy? Dưỡng sợ nó mập quá. Người thích thì thích chơi cá mập. Chơi body. Đây có 2 con sạn ha. Cái đáy sạch ghê. Phi phụng. 4 con phi phụng. 2 con phi phụng, 2 con kim sơn. Có nhìn phi phụng. 2 con lân. Sơn nhẹ tặng. 2 con này mai mốt là nó lớn vượt con này. Đúng rồi. Nó ăn dữ lắm. Mà con lại con quýt nó ăn ghê lắm. Quýt ăn ghê lắm hả? Chứ nó dữ lắm á. Sáng ra bàn luôn không? 60 quá à? Nhẹ điện nha. Hết 3 dãy mới tiếp. Trời ơi, mới đèn con đó. Mở đèn sáng gì? Đèn của miền Nam á. Đèn trắng hả? À, xài app à. Cá câu với cá này kia được. Như thanh cục quay đúng không? À đúng rồi. Rồi sửa lại với vợ ông thầy. Con này nuôi mấy tháng? Con này về mới 1 tháng mấy ngày. Anh nhìn giờ anh nhìn cá nhỏ cái anh ngán ngược luôn. Tại cá anh con nào nấy nó to dữ lắm mà. Chắc cũng vài năm tuổi cho nè. Con già nhất cũng 7-8 tuổi. À. Nó to lắm nên giờ nhìn cá nhỏ anh thấy ngán. À. Cứ chơi con trắng này đi. Thấy đuôi đậm nè, con này cũng đuôi con trắng ok. Đừng đổi chứ, đổi mỗi lần nó tổn cá với nó lu bu á. Chơi con trắng con đen vậy là hợp lý rồi. Con này cũng đẹp nè. Đó, cứ thế mà chơi thôi, cái này chơi cũng như kiểu cộng đồng rồi đó. Nó thì thả lay ra để đủ tuổi thì tăng lên. Bật luôn công tắc. Bật luôn công tắc.